lần đầu tiên cả nước vượt mốc 42.000 ca COVID-19, Hà Nội hoãn học trực tiếp với tiểu học và lớp 6 nội thành. Đây là những thông tin đáng chú ý trong bản tin tối ngày hôm nay trên Alo Bác sĩ. Xin mời tất cả quý vị chúng ta cùng theo dõi. Thêm 42.427 ca mắc COVID-19, Hà Nội có 4.549 F0. Tính từ 16 giờ ngày 17 tháng 2 đến 16 giờ ngày 18 tháng 2, trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 42.439 ca nhiễm mới, trong đó có 12 ca nhập cảnh và 42.472 ca ghi nhận trong nước, tăng 6.237 ca so với ngày trước đó tại 63 tỉnh thành phố, có 31.028 ca trong cộng đồng. Các tỉnh thành phố ghi nhận ca bệnh trên 1.000 ca như sau: Hà Nội có 4.549 ca, Vĩnh Phúc 2.158 ca, Quảng Ninh 2.018 ca, Phú Thọ 1.789 ca, Nam Định 1.678 ca, Thái Nguyên 1.652, Hòa Bình 1.567, Bắc Ninh 1.556, Ninh Bình 1.540, Hải Phòng 1.504, Bắc Giang 1.443, Nghệ An 1.339, Lào Cai 1.310, Hải Dương 1.302, Lạng Sơn 1.175, Bình Định 1.009. Trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong 7 ngày qua là 32.601 ca trên ngày. Số ca nhiễm mới tại Việt Nam vẫn có xu hướng tăng mạnh và liên tục vượt mức của ngày trước đó. Xu hướng này phù hợp với nhận định của các chuyên gia và Bộ Y tế sau kỳ nghỉ Tết Nhâm Dần năm 2022. Tín hiệu khả quan là số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam không có chiều hướng tăng, đang dao động ở mức dưới 100 ca trên ngày. Hà Nội hôm nay có 5.549 F0, tiếp tục dẫn đầu cả nước về số trường hợp dương tính trong ngày. Trong 7 ngày gần đây, thành phố này có trên gần 25.000 ca nhiễm, trung bình mỗi ngày tăng hơn 3.600 người dương tính mới. Trong ngày hôm nay ghi nhận 80 ca tử vong. Trung bình số ca tử vong ghi nhận trong 7 ngày qua là 82 ca trên ngày. Tổng số ca tử vong tại Việt Nam tính đến nay là 39.358 ca, chiếm tỷ lệ 1,5% so với tổng số ca nhiễm. Hỏa tốc, Hà Nội hoãn học trực tiếp với học sinh từ lớp 1 đến lớp 6 nội thành. Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa đồng ý với đề xuất của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc tạm hoãn cho học sinh từ lớp 1 đến lớp 6 thuộc 12 quận nội thành đến trường đến khi có thông báo mới. Đồng thời, giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì phối hợp với Sở Y tế, Ủy ban Nhân dân các quận tiếp tục nghiên cứu, đề xuất thời gian đến trường phù hợp. Thuốc Monopiravir giá khoảng từ 250.000 đồng đến 300.000 đồng. Cục Quản lý Dược Bộ Y tế vừa cấp số đăng ký lưu hành cho 3 thuốc chứa hoạt chất Monopiravir sản xuất trong nước. Đây là thuốc viên đang cứng có hạn sử dụng 6 tháng. 3 loại thuốc kháng virus được cấp phép là Monopiravir 400 của Công ty Cổ phần Dược phẩm Boston Việt Nam, Monopiravir của Công ty Cổ phần Hóa dược phẩm Mekofa và Monopiravir Celta 400mg do Công ty trách nhiệm hữu hạn liên danh Stelfarm sản xuất. Sáng ngày 18 tháng 2, ông Lương Đăng Khoa, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Dược phẩm Boston Việt Nam cho biết, một hộp thuốc Monopiravir đóng gói 20 viên 400mg hoặc 40 viên 200mg dự kiến bán khoảng 300.000 đồng một hộp, phân phối rộng rãi từ tuần sau thông qua hệ thống nhà thuốc cả nước. Theo ông Khoa, mức giá khoảng 300.000 đồng được tính dựa trên chủ yếu là giá nhiên liệu và chi phí nhân công đến tay người dùng. Giá này thấp hơn mức khuyến cáo của WHO cho các nước kém phát triển là 19,9 USD, tương đương 440.000 đồng. Đại diện của Stella Farm, giá thuốc Monopiravir của công ty dự kiến khoảng 250.000 đồng một hộp và có thể rẻ hơn khi sản xuất số lượng lớn. Công ty quyết định bán với giá không lợi nhuận, cố gắng rẻ nhất trong khối các nước ASEAN để nhiều người dân được tiếp cận thuốc, đại diện công ty này chia sẻ. Trong khi đó, đại diện công ty cổ phần hóa dược phẩm Mekofa cho biết đang chờ đợi ý kiến của Cục Quản lý Dược Bộ Y tế để quyết định giá bán ra thị trường. Việt Nam đã nối lại đường bay quốc tế thường lệ với 19 nước. Cục Hàng không Việt Nam tính đến ngày 15 tháng 2 đã có 19 đường bay giữa Việt Nam và các quốc gia vùng lãnh thổ hoạt động, bao gồm Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Đài Bắc, Singapore, Thái Lan, Campuchia, Lào, Úc, Đức, Nga, Pháp, Anh, Mỹ, Hồng Kông, Malaysia, Thổ Nhĩ Kỳ, Qatar và UAE. Trẻ 5 tuổi ở Bạc Liêu đến trường học trực tiếp. Ủy ban Nhân dân tỉnh Bạc Liêu vừa ban hành văn bản về việc điều chỉnh thời gian tổ chức dạy học trực tiếp cho học sinh tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn toàn tỉnh. Trong đó, từ tuần tới, từ ngày 21 đến ngày 26 tháng 2, trẻ mẫu giáo 5 tuổi, học sinh phổ thông, học viên giáo dục thường xuyên tại Bạc Liêu sẽ đến trường học trực tiếp. Cà Mau giải thể một bệnh viện dã chiến tập trung điều trị F0 trẻ em. Ngày 18 tháng 2, tin từ Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau cho biết, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã ký quyết định giải thể bệnh viện dã chiến số 2 tại Bệnh viện Y học cổ truyền. Lý do giải thể là do tình hình dịch bệnh COVID-19 cơ bản được kiểm soát tốt, số người mắc COVID-19 cũng giảm dần. Tỉnh Cà Mau đang áp dụng cấp độ dịch là cấp 1. Với cấp độ này, tình hình kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh Cà Mau dần được khôi phục ổn định trở lại.
Bên cạnh đó, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau ông Huỳnh Quốc Việt cũng yêu cầu các sở ngành có liên quan triển khai công tác điều trị cho trẻ em nhiễm COVID-19, đặc biệt là hướng dẫn về chuyên môn và phác đồ điều trị phù hợp đối với người dưới 18 tuổi, nhất là trẻ em dưới 12 tuổi. WHO đề xuất rút ngắn thời gian cách ly xuống 7 ngày. Ngày 17 tháng 2, Tổ chức Y tế Thế giới WHO đề xuất rút ngắn thời gian cách ly F0 xuống còn 10 ngày hoặc 7 ngày tùy tình huống và bối cảnh dịch bệnh. WHO cho biết hướng dẫn mới hữu ích với những khu vực có hệ thống y tế bị quá tải, chịu nhiều áp lực vì đợt dịch bùng phát. Theo đó, người mắc không triệu chứng có thể rút ngắn thời gian cách ly xuống còn 10 ngày nếu không xét nghiệm, 7 ngày với kết quả xét nghiệm âm tính. Trước đó, khuyến nghị của WHO là 14 ngày. Cơ sở để WHO và các chuyên gia đề xuất rút ngắn thời gian cách ly là do F0 COVID-19 chủ yếu lây truyền sớm trong quá trình phát bệnh, thường 1 đến 2 ngày trước và 2 đến 3 ngày sau khi F0 khởi phát triệu chứng. Biến thể tàng hình của Omicron có thể gây bệnh nặng hơn chủng Delta. Theo kênh CNN, các nhà nghiên cứu tại Nhật Bản đã phát hiện rằng biến thể BA2 có thể mang những đặc điểm khiến nó gây ra bệnh nặng giống như các chủng trước đó của virus SARS-CoV-2, bao gồm cả Delta. Nghiên cứu mới cho thấy BA2 có thể tự sao chép trong tế bào nhanh hơn BA1 phiên bản gốc của Omicron. Nó cũng nổi trội hơn trong việc liên kết các tế bào dính lại với nhau. Điều này cho phép BA2 tạo ra các khối tế bào lớn hơn BA1, được gọi là hợp bào. Điều đó rất đáng lo ngại vì những khối tế bào này sau đó sẽ trở thành nhà máy tạo ra nhiều bản sao virus hơn. Delta cũng có khả năng tạo ra hợp bào rất hiệu quả, giới chuyên gia cho rằng đây là một lý do khiến biến thể này tàn phá phổi nghiêm trọng. Các nhà nghiên cứu đã thí nghiệm cho chuột nhiễm BA2 và BA1. Kết quả cho thấy những con chuột nhiễm BA2 có các triệu chứng nặng hơn và có chức năng phổi kém hơn. Trong các mẫu mô, phổi của chuột lang bị nhiễm BA2 bị tổn thương nhiều hơn phổi của chuột bị nhiễm BA1. Giống như phiên bản gốc của Omicron, biến thể BA2 dường như có khả năng vượt qua rào chắn miễn dịch do vaccine tạo ra và có khả năng kháng một số phương pháp điều trị bao gồm Sotrovimab, kháng thể đơn dòng hiện đang được sử dụng để điều trị cho bệnh nhân nhiễm Omicron. BA2 cũng có nhiều đột biến hơn so với chủng gốc của virus SARS-CoV-2 xuất hiện lần đầu ở Vũ Hán, Trung Quốc. Biến thể tàng hình của Omicron cũng có hàng chục gen đột biến so với chủng Omicron gốc, khiến nó mang những đặc tính khác biệt với các biến thể Alpha, Beta, Gamma và Delta. Thưa quý vị, và thông tin này cũng đã khép lại bản tin tối ngày hôm nay. Cảm ơn tất cả quý vị đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào và hẹn gặp lại trong bản tin sáng ngày hôm sau. Hãy đăng ký kênh Alo Bác sĩ Video để nhận thêm nhiều thông tin mới nhất về y tế, sức khỏe.